Nhà đất Đình Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Pháp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một cặp nhà có diện tích ngang 5, độ sâu khoảng 12m một căn, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Căn nhà này có hướng chính là hướng Tây nha quý vị, phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đây là một trong những cặp nhà siêu phẩm, nhà đẹp tọa lạc trên trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên quốc lộ 1A, kề bên Gò Vấp nha quý vị. Với giá bán chỉ 6 tỷ, hơn 6 tỷ một tí thôi. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà. Ở đây thì có một cặp và chủ nhà đã bán căn bên tay trái rồi nha quý vị. Chúng ta chỉ còn căn bên tay phải thôi. Và hai căn này thiết kế rất đẹp, ngang 5m, độ dài 12m một căn. Và căn nhà này tọa lạc trong một khu phố đồng bộ, đường trước nhà tới 12m, có vỉa hè, cây xanh, điện âm, nước âm. Khu này rất đẹp, thuộc trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Một khu phố phải nói là tuyệt vời nha quý anh chị. Quý anh chị chúng ta mua ở, mua mở văn phòng công ty, mua cho thuê, mua làm showroom spa đều rất đẹp nha. Đường thông buôn bán nha quý vị, vị trí đẹp và sát bên là Gò Vấp, kề bên là chợ, nhà thờ và trường học. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng vào bên trong để tham quan căn nhà này. Căn nhà phố ngày hôm nay có diện tích ngang 5, độ sâu vào 12m, xây mới 100%, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Bên ngoài thì quý vị sẽ có vỉa hè 3m được trồng cây xanh. Bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa sắt. Dưới tầng trệt là chủ nhà thiết kế cho mình gara xe hơi và phòng khách. Trên tầng lửng sẽ là không gian dưới tầng trệt là gara xe hơi và phòng bếp, trên tầng lửng sẽ là phòng khách và trên lầu sẽ là 4 phòng ngủ kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Căn nhà này được thiết kế và trang trí theo mẫu kiến trúc hiện đại rất đẹp. Ở dưới tầng trệt thì quý vị thấy gara xe hơi dài tầm 6m, hơn 6m. Quý vị đậu vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ và nhà mình ngang 5 nên không gian rất là rộng này quý vị. Dưới nền thì ốp gạch 80, có đổ bê tông bên dưới, hai bên tường có ốp nhựa, dán chỉ, treo tranh, đèn led, bên trên có đèn trần, đèn thả, đèn pha lê rất là lung linh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và căn nhà này thì đang chào bán với giá chỉ 6 tỷ, hơn 6 tỷ một tí thôi, còn thương lượng. Quý chị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà. Di chuyển vào bên trong thì chúng ta sẽ có cái tủ rượu rất là đẹp. Kế bên tủ rượu thì có những ánh đèn led và cầu thang đi lên với mặt đá hoa cương màu trắng, tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực. Và phía sau là không gian bếp. Không gian bếp thì có bàn ăn 6 ghế, có những bức tường được ốp nhựa trang trí, dán chỉ. Bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Khu vực bếp thì có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ oan cường, có tủ lạnh, khu vực để tủ lạnh hai cửa và khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực để máy hút mùi. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau rộng, có lavabo rửa mặt phía sau kết hợp với giếng trời và vệ sinh. Ngang 5, độ sâu vào 12m, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Quý chị cô bác chúng ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và giá bán chủ nhà đang chào bán là 6 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng. Quý chị cô bác quan tâm đến căn nhà đẹp ngang 5, độ sâu vào 12m, đẹp ngất ngây ông Tây trên địa bàn quận 12, sát với quốc lộ 1A kề bên quận Gò Vấp này. Hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp nhé. Nhà này thì xe hơi 4 đến 7 chỗ đậu trong nhà, kể cả xe bán tải nhé. Ở đây cầu thang đi lên thì quý vị sẽ có đèn led và được ốp đá hoa cương màu trắng. Chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên không gian tầng lửng, phòng tiếp khách của căn nhà. Ở đây có 3 căn thì đã bán 2 rồi, chỉ còn một căn duy nhất thôi. Quý vị cô bác nào nhanh tay alo về cho bên em sẽ được sở hữu căn nhà đẹp với giá tốt nhé. Không gian phòng khách trên tầng lửng thì quý vị sẽ có cửa kính này, có tủ kệ tivi, sofa rộng kết hợp với cửa 4 cánh tại khu vực sân sau và khu vực gắn máy lạnh. Đây là không gian phòng khách trên tầng lửng của căn nhà. Chúng ta sẽ có cửa 4 cánh ra khu vực sân sau với cây xanh trồng bên ngoài, một bộ sofa cửa lớn, bên trên có đèn trần, đèn pha lê rất đẹp. Hai bên tường có ốp nhựa trang trí kết hợp với chỉ nổi và có đèn led. Không gian phòng khách này chủ nhà có trang bị sẵn khu vực gắn máy lạnh để chúng ta trang bị máy lạnh nhé. Đây là không gian phòng ngủ phòng khách trên tầng lửng của căn nhà. Một cái phòng khách rất là rộng. Do nhà mình là nhà ngang 5 nên cách bố trí và thiết kế không gian bên trong rất đẹp và thoáng nha quý anh chị. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên tham quan kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Căn nhà này thì có 4 phòng và đầy đủ nội thất tặng kèm. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước nhé. Phòng ngủ sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm,
bàn trang điểm, tủ áo, đầu giường có ốp nhựa trang trí. Và bên ngoài thì có ban công S2, có trồng cây xanh, lan can cao, cửa nhôm sinh pha đi ra, màn rèm hai lớp. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, khu vực gắn máy lạnh và tủ kệ TV. Phòng ngủ thì làm rất là đẹp quý vị ạ. Tất cả các phòng ngủ đều có vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Nhà ngang 5 nên phòng rất là rộng. Và phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Quý vị có bác nào đang tìm nhà với tầm tài chính 5-6 tỷ, thích những căn nhà rộng ngang 5, có sân trước sân sau, có cửa sổ thoáng mát, không gian tuyệt vời, thì hãy đến với căn nhà này nha quý vị. 3 căn đã bán 2, chỉ còn 1 thôi. Khu nhà này đang rất là hot vì nó là những căn nhà ngang 5, có diện tích đẹp và đường thông tới 12m. Đây là không gian phòng số 2. Phòng này thì cũng có cửa sổ, cửa ra ban công, giường ngủ, chăn ga gối đệm, vệ sinh trong và tủ kệ TV. Chúng ta đang đến với không gian phòng số 2 của căn nhà phòng phía sau. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch giá gỗ và lên trên sẽ là không gian của phòng số 3 và số 4. Quý chị có chú đang có tầm tiền tài chính tầm 5-6 tỷ, tìm những căn nhà đường thông xe hơi với vị trí đẹp và giá rẻ, thì những căn nhà ở đây thì rất là hợp lý cho quý vị của bác ta đến tham quan và chọn lựa nhé. Giá bán chỉ 6 tỷ 1, 6 tỷ 2 một căn thôi. Ở đây có 3 căn thì chủ nhà đã bán 1 căn 2 căn rồi. Đây là không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ này thì chưa có nội thất nha quý vị, mới có nội thất cơ bản thôi và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led. Ngoài thì có ban công và cửa ra ban công. Nhà ngang 5 rất là rộng, cách bố trí không gian vô cùng thoáng. Đặc biệt quý vị có xe hơi thì chúng ta vào xe hơi dễ dàng hơn những căn nhà ngang 4 nhé. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có cửa sổ ra khu vực phía sau, có khu vực để giường ngủ, đầu giường, có khu vực gắn máy lạnh và có luôn không gian vệ sinh trong. Sàn phòng ngủ vẫn ốp gạch giá gỗ. Và lên trên chúng ta sẽ đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Đây là một cái mẫu nhà phố có lửng rất đẹp, ngang tới 5m, nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân, cách quốc lộ A khoảng tầm 100m, vị trí sát bên Gò Vấp, cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi. Và với tầm tài chính 6 tỷ hơn 6 tỷ, quý vị cô chú đang tìm nhà rộng ngang 5 thì căn này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời. Trên đây là không gian của phòng thờ này, phía sau đây là không gian phòng giặt nhá, và sân phơi phía sau. Phòng thờ, phòng giặt đầy đủ, có sân phơi phía sau đây. Đây là khu vực giặt đồ. Và phía sau đây là không gian sân phơi, sân thượng sau, có cầu thang leo lên trên mái này và có xây cao lên. Chúng ta có thể rào chắn và lập mái xung quanh. Và ở trước đây thì chúng ta có không gian phòng thờ rộng và sân thượng phía trước. Và giá bán là 6 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý anh chị cô chú quan tâm đến căn siêu phẩm nhà phố ngang 5, sâu vào 12m, hướng Tây, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647, chỉ còn 1 căn duy nhất thôi nha quý vị. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.